Chào các em. Chào hiệu trưởng ạ. Chào các em. Hiệu trưởng Ngô Bách Lâm, 31 năm trước từ Hồng Kông tới Đài Loan, 10 năm trước trở thành hiệu trưởng trường cấp 2 Lộc Cảng, sáng nào cũng có mặt ở cổng trường đúng giờ. Nếu tính 1.800 em học sinh, có một nửa các em ra vào qua cổng chính. Một câu chào lặp lại hàng ngàn lần, lẽ nào không mệt sao? Hiệu trưởng nói đó là sự tôn trọng học sinh đi dự thi đoạt giải, hiệu trưởng cũng rất rộng rãi. Vì thế, hiệu trưởng mời các em ăn fast food. Ôi, cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn hiệu trưởng. Ngoài giờ học rất hòa đồng với học sinh, lên lớp thầy giảng bài rất nghiêm túc cho các em đọc bài văn. Nhìn xem nó ngồi xuống mắt nhắm lại, nhìn xem nó ngồi xuống mắt nhắm lại. Thoát một cái nó ra mình xuống, thoát một cái nó ra mình xuống. Tiếng chuông của hiệu trưởng có khẩu âm Hồng Kông, những âm phải uốn lưỡi, thầy không phân biệt được. Mấy đầu học sinh nghe không hiểu đã có rất nhiều chuyện buồn cười. Thực ra từ máy bay tôi hay phát âm sai, đâm ra nó thành chữ khác, ý nghĩa khác hẳn nhau. Thế học sinh có bắt chước thầy không? Cách nói của thầy ấy ạ? Có chứ, các em cứ nói máy bay đến rồi, máy bay đến rồi. Thế thầy không giận à? Tôi quen rồi, chẳng sao. Năm 1983, Đài Loan chưa giải trừ giới nghiêm, thầy Ngô Bách Lâm đến từ Hồng Kông, học khoa quốc ngữ Học viện Sư phạm Cao Hùng. Khi đó lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc gồm cả Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc. Nhập học được một ngày, giáo viên liền đưa học sinh đi làm chứng minh nhân dân Đài Loan ngay. Công danh lợi lộc chỉ là phù du, tình người sẽ còn mãi trong lòng chúng ta. Một năm có 365 ngày, ít nhất có 364 ngày tôi ở Đài Loan. Thế nên tôi cho rằng tôi chính là người Đài Loan, về Hồng Kông ngược lại tôi không quen. Năm 1987, thầy Ngô Bách Lâm trở thành giáo viên quốc ngữ, về sau lên chức thành tổ trưởng giáo huấn. Người Hồng Kông ở Đài Loan thúc đẩy giáo dục, nghiêm túc giảng dạy, ai thấy cũng phục. Năm 2004 thì đỗ hiệu trưởng, là hiệu trưởng di dân mới đầu tiên ở huyện Chương Hóa, bằng giọng nói tiếng Trung không chuẩn, chinh phục trái tim phụ huynh và học sinh.